Từ vựng N3 học như thế nào vậy hết? Xe có giải pháp cho các bạn đây. Xe đã chắc lọc ra 880 từ vựng Mimikatz bôi lên N3, kèm theo ví dụ cụ thể, chỗ bài tập chi tiết chỉ ở đi kỳ mới có. Chuỗi video sẽ được phát sóng vào lúc 6:30 tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube của Nhật ngữ Diki. Mọi người đừng quên comment NK để nhận miễn phí bộ tài liệu bài giảng này của Diki nhé. Ngoài ra, Diki đang có ưu đãi giảm ngay 1 triệu khi đăng ký lớp 90 ngày N3, cam kết đỗ kỳ thi tháng 7 năm 2023. Các bạn đừng bỏ lỡ, đăng ký ngay nhé. Trong chuỗi video này, Sensei đầu tiên sẽ xác nhận cách đọc và nghĩa quan trọng nhất của từ vựng đó. Sau đó, Sensei sẽ đưa ra những ví dụ ứng dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày nhé. Và cuối cùng sẽ là phần bài tập chắc chắn sẽ có trong kỳ thi GRBT tháng 7 sắp tới nhé. Và giờ mọi người hãy lấy một ly nước, mở sách vở và cùng nắm chắc 120 danh từ đầu tiên của Sensei nhé. Kimashio! Mình sẽ vào từ đầu tiên luôn nhé. Ở đây Sensei sẽ có từ nam và chữ giới, mình sẽ đọc là dance, desne. Cùng Sensei dịch ví dụ này là Riso no danse to kekkon suru, đúng không? Tôi sẽ kết hôn với người đàn ông. Riso ở đây là gì? Hay lý tưởng, yes ne. Mình sẽ có trái nghĩa với danse ở đây sẽ là nữ giới, đúng không? Mình sẽ đọc là jose. Ano jose wa dare desu ka? Desne. Ở đầu 4 đúng không? Mình đã học là onna no hito rồi, thì lên N3 mình sẽ có từ tương tự là jose, desne. Thì trong câu nói này mình sẽ có hai cách nói, một là ano jose wa dare desu ka? Hoặc là ano onna no hito wa dare desu ka? Còn nếu mà ano onna không ấy, không được phiên xe nhá, bắt chữ. Mình sẽ sang từ số 3 nhá. Mình sẽ có chữ kore, đúng không? Là già hoặc là cao tuổi. Sobo wa kore da wa mada totemo genki da, đúng không? Bà tôi tuy là đã cao tuổi rồi nhưng mà còn rất là khỏe mạnh, đúng không? Desu ne. Vậy thì người già mình sẽ là gì nhỉ? Mình sẽ có là kore, mình sẽ cộng thêm chữ già vào sensei là kore sha, desu ne. Hay, và có một ví dụ nữa, mình sẽ có từ này là kore ka shakai, ở đây là xã hội già hóa dân số, desu ne. Hay, tsukikimasu. Từ số 4 ạ. Từ số 4 mình sẽ có chữ niên và chữ thượng, đúng không? Mình sẽ đọc là toshi ue desu ne, là hơn tuổi. Y desu ne. Ở đây nhá, có sensei đúng không, là nijunisai desu ne, 22 tuổi thì sẽ là toshishita, kém tuổi hơn. Còn shinsensei là 30 tuổi sẽ là toshi ue, hơn tuổi nhá. Hay, y desu ne. Kare wa kanojo yori ju toshi ue da, đúng không? Anh ấy thì hơn cô ấy 10 tuổi. Mình sẽ có từ đối lập với cả hơn tuổi, chữ niên và chữ thượng sẽ là chữ niên và chữ hạ, mình sẽ đọc là toshishita. Hay, yes ne. Năm nhá, chúng ta sẽ có hai chữ khán ở đây, chính là chữ mục và chữ thượng, đúng không? Có nghĩa là người trên tầm mắt của mình sẽ là người bề trên. Mình sẽ đọc là meue, yes ne. Meue no hito ni wa keigo de hanashita hou ga ii desu ne. Đối với những người bề trên thì nên sử dụng kính ngữ, yes ne. Mình sẽ có là meue là người bề trên. Vậy thì trái ngược với meue, mình sẽ có là meshita, đúng không? Người cấp dưới, người bề dưới, yes ne. Tsukikimasu. Từ số 6 và từ số 7 đúng không? Chưa cần học đã biết rồi. Cách đọc của hai từ này sẽ là senpai và kohai, yes ne. Ở đây sẽ là tiền bối và hậu bối này. Bây giờ mình sẽ có ví dụ sau đây. Ở đây là anh Lin này và anh An, đúng không? Lin san to An san wa onaji toshi da ga, đúng không? Tuy là Linh và An thì bằng tuổi, đúng không? Shokuba đều ạ, An san no hong ạ, senpai hoặc là kohai da, đúng không? Nhưng mà ở môi trường làm việc này thì anh An là senpai, là người tiền bối, đúng không? Của anh Linh, hoặc là người hậu bối của anh Linh. Yes, ne? Tsukikimasu. Từ số 8 ạ. Từ số 8 mình sẽ có đây là cấp trên hoặc là sếp. Mình sẽ đọc là joshi. Yes, ne? Joshi. Hai. Joshi ni soudan shite kara, đúng không? Vete kara. Sau khi thảo luận với cấp trên thì ketten suru. Ketten suru. Yes, ne? Ketten suru ở đây sẽ là quyết định. Vậy mình dịch cả câu là sau khi thảo luận với cấp trên thì đưa ra quyết định. Yes, ne? Hai. Tsukikimasu. Từ số 9 ạ, từ số 9 mình sẽ có là aite. Aite ở đây mình sẽ có hai nghĩa, một là đối phương, hai là đối thủ, desu ne. Ví dụ nào, aite no me o mite hanasu, đúng không? Đây mọi người có thể nhìn thấy ví dụ ở đây. Từ số 10 nhá, ở đây mình sẽ có một động từ rất quen thuộc, đúng không? Động từ shirimasu. Và cả cái cụm này ghép lại mình sẽ đọc là shirai, danh từ ở đây là người quen, đúng không? Mọi người cùng dịch với sensei ví dụ này nhá.
知り合いに息子の就職を頼む、đúng không? Tôi nhờ ai nhỉ? Nhờ người quen, đúng không? Ở đây sẽ cho từ nhí này. Nhờ người quen tìm việc cho con trai. Is that? Hay từ số 11, đúng không? Mình sẽ có từ hữu và từ nhân. Ừ, cách đọc đây là Eugene, is that? Có nghĩa là người bạn bằng nghĩa với cả 友達 đó. Shin さんを知ってますか? Ê, 学生時代の Eugene です。Đúng không? Ồ, anh có biết anh Shin không? Ồ, tôi có. Anh ý là bạn thời học sinh với tôi. Đúng không? Yes, né. Từ số 12, mình sẽ có ở đây là Naka. Naka đây có thể dịch là mối quan hệ, đúng không? Ồ, và Naka rất thay đi với cả Naka ngã y. Có nghĩa là một mối quan hệ thân thiết, đúng không? Ở đây mình sẽ dịch là Watashi wa anh sẵn to Naka ngã y, đúng không? Tôi rất là thân với cả bạn anh, đúng không? Yes, né. Từ số 13 đúng không? Thường mình hay viết vào giấy khai sinh ngày tháng năm sinh đúng không? Vậy thì ngày tháng năm sinh trong tiếng Nhật đọc là Soze senen gappi nhá. Ừ. Ví dụ này, shōrui ni senen gappi o kinyū suru đúng không? Tôi viết ngày tháng năm sinh vào tài liệu. Ii desu ne. Hay từ số 14 đúng không? Mình đã biết là ngày sinh nhật là tanchōbi rồi, nhưng từ số 4 ở đây, Chen sẽ giới thiệu cho bạn nghĩa khác nữa. Ở đây là sự ra đời. Đó, hoặc là thêm sư lự vào. Tanjo sư lự là sinh ra. Nhớ, ví dụ này. Atashi inochi no tanjo inoru, đúng không? Tôi chúc mừng cho sự ra đời của một sinh linh mới. Đúng không? Yes, né. Ờ, ví dụ số 2 nhá. Shinseke ga tanjo sư lự. Ờ, có nghĩa là một chính quyền mới được thành lập, được ra đời. Yes, né. Hai, từ số 15 ạ. Ờ, từ này các bạn sẽ đọc là nen hay là toshi? Ờ, trong cái nghĩa này mình sẽ đọc là toshi nhá. Toshi ở đây có nghĩa là năm này và một nghĩa nữa là tuổi. Đấy nhé, ví dụ này. Toshi no hajime ni ichinen no kekaku o tateru, đúng không? Ví dụ này, vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 đúng không? Tôi ngồi viết kế hoạch cho một năm vào ngày đầu năm. Đấy nhé. Và sensei sẽ phân biệt cho các bạn nên và nên đây khác nhau thế nào nhá. Nên này thường nhá, ví dụ này, thường là năm và tuổi này. Đó, ví dụ mình sẽ có là toshi o toru là thêm tuổi đúng không? Già đi chẳng hạn. Đó, và thứ hai là mình sẽ cảm thấy già yếu so với tuổi hoặc cảm thấy trẻ hơn so với tuổi. Toshi yori wa kaku mieru chẳng hạn. Đó, và đây toshi ở đây sẽ là một văn nói rất phổ biến nhá. Còn nên đây thì nó có nghĩa là tuổi và độ tuổi sẽ rất lịch sự và thường sẽ chỉ có trong văn viết thôi nhá mọi người nhá. Hay 16 nhá, mình sẽ có chữ xuất và chữ thân. Mình sẽ có cách đọc là shushin desu ne. Shushin ở đây sẽ có nghĩa là xuất thân này. Nếu như mình muốn hỏi ai đó xuất thân ở đâu, đúng không? Quê quán của người ấy ở đâu, mình có thể hỏi là go shushin wa dochira desu ka desu ne. Hay và bạn ý trả lời là Nihon desu này. Đó. Và có một cách dùng nữa của shushin. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy cho xem xe đúng không? Watashi wa Osaka Daigaku no shushin desu, đúng không? Tôi xuất thân từ Đại học Osaka, đúng không? Thì ở đây xuất thân không chỉ quê quán mà có thể là xuất thân từ tỉnh nào này, từ trường đại học nào này, từ công ty nào chẳng hạn. Hay, ii desu ne. Ok, tsugi ikimasu. Từ số 17 đúng không? Từ này mọi người có biết cách đọc không? Ừ. Cách đọc ở đây sẽ là Kokyo hoặc là Furusato. Ở đây có nghĩa là quê hương, desu ne. Ừ, mọi người cùng đọc với xem xe ví dụ này nhá. 仕事が忙しくて、もう何年も故郷に帰っていない、đúng không? Tôi thì công việc quá là bận rộn đi nên tôi không thể nào, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa về quê được, đúng không? Thì Furusato ở đây, Furusato ở đây có nghĩa là quê hương, is that? Hay, và mọi người chú ý hơn xe ở đây ạ. Shushin thì mình có thể hỏi là doko desu, đúng không? Shushin wa doko desu ka? Thì ok, nhưng mình sẽ không nói là shushin ni kaerimasu. Bắt chữ đấy nhé. Còn đối với cô Kiều và Furusato đúng không? Không được hỏi là doko desu ka? Và mình có chỉ có thể sử dụng với kaerimasu đúng không? Tôi trở về quê hương cô Kiều ni kaeru hoặc là Furusato ni kaeru. Ii desu ne. Tsugi ikimasu. Tiếp theo ạ, mình sẽ có chữ thành và chữ trưởng đúng không? Chữ Hán này đọc là gì mọi người nhỉ? Hai, ii desu ne. Seicho. Seicho ở đây quay tội mình nhớ cho xem hai nghĩa. Thứ nhất là trưởng thành dành cho con người đúng không? Thứ hai là sự tăng trưởng, phát triển ạ. Kodomo no seisho o yorokobu. Tôi làm sao? Tôi rất là hạnh phúc với sự trưởng thành của con cái. Yes, né. Còn đối với sự phát triển, mình có thể nhớ xem hai ví dụ sau ạ. Jigyo no seisho và keizai seisho đúng không? Phát triển công ty và phát triển kinh tế đúng không? Tăng trưởng kinh tế. Ok, nhớ xem hai nghĩa ạ. Hãy tsugi ikimasu. Từ số 19 đúng không? Mình sẽ có hai chữ Hán ở đây là chữ thành và chữ nhân đúng không? Mình sẽ có cách đọc là
成人 ですね。成人 ở đây là người lớn hoặc là người trưởng thành ですね。ví dụ này, đối với Nhật Bản thì người trưởng thành sẽ là người hatachi ijou ですね, 20 tuổi, trên 20 tuổi. Đó. Vậy thì những người dưới 20 tuổi sẽ gọi là gì nhỉ? Mình sẽ có từ tiếng Nhật là hatachi ika, đúng không? Dưới 20 tuổi, hatachi ika ですね. Và còn một từ nữa, misene, đúng không? Trẻ vị thành niên, đó có nghĩa là trẻ chưa tới tuổi trưởng thành. Hãy, tsugi-ki-mouse. Từ số 20 đúng không? Từ này chắc chắn chưa học mọi người đều biết rồi đúng không? Hai từ này có nghĩa là đỗ đạt gokaku desu ne. Hai và thường đỗ cái gì đấy, đỗ kỳ thi là đấy mọi người đi với trợ từ nhí cho sân xe ạ. Nhí nha. Hai daigaku niwaku shite kensa ni gokaku suru đúng không? Tôi đỗ kỳ thi đại học này, kỳ thi nhập học này và kỳ kiểm tra đúng không? Desu ne. Và trái nghĩa với cả gokaku thì là gì? Trái nghĩa với gokaku suru ạ sẽ là fugokaku đà. Sẽ không có fugokaku suru là gì nhá. Mình chỉ có fugokaku đà thôi. Hay is that? Ok. Từ số 21, mình sẽ có chữ tiến và chữ học đúng không? Cách đọc ở đây là shingaku desu ne, có nghĩa là học lên. Ok, mọi người cùng đọc với sensei ví dụ này nhá. Kodomo no shingaku nitsuite kangaeru đúng không? Tôi làm sao? Tôi suy nghĩ về việc học lên của bọn trẻ con nhà tôi, đúng không? Hai ですね, đơn giản rồi. Từ số 22 luôn ạ. Ở đây mình sẽ có hai chữ Hán là chữ thoái và chữ học. Ok, mình sẽ có cách đọc là taigaku desu ne, có nghĩa là nghỉ hẳn học á, nghỉ học luôn. Đó. Hay mình sẽ có ví dụ sau ạ. Taigaku no riyu wo setsumei suru đúng không? Tôi làm sao? Tôi giải thích lý do làm sao mình lại nghỉ học. Hay yes ne. Và mình sẽ nhớ thêm một từ nữa cho trên xe ạ, có nghĩa là đơn xin nghỉ học. Mọi người sẽ có cách đọc là taigaku todoke desu ne, taigaku todoke. Hay tsugi ikimasu. Từ số 23 đúng không? Mình sẽ có cách đọc của từ này là shushoku desu ne, có nghĩa là xin việc. Đó, ví dụ ạ. Ryoko gaisa ni shushoku suru desu ne. Tôi đi xin việc ở công ty du lịch. Sẽ và mọi người nhớ trên xe một cái từ luôn luôn đi với cả shushoku là shushoku katsudou, là một cái hoạt động tìm việc dành cho những sinh viên năm 2, năm 3 thực tập ở bên đại học đúng không, ở bên Nhật Bản. Yes ne. Từ số 24 ạ. Hay ở trên mình đã có từ taigaku, chữ thoái và chữ học có nghĩa là nghỉ học đúng không? Vậy thì ở đây từ số 24 mình sẽ đọc là so desu ne, taishoku có nghĩa là nghỉ việc. Ok, mọi người cùng dịch ví dụ này với trên xe nhá. Haha no kaigo no tame taishoku wo shimeda, đúng không? Tôi đã quyết định nghỉ việc để chăm sóc mẹ, đúng không? Hai ý ですね. Và ở N3 mình sẽ có hai động từ đều có nghĩa là nghỉ việc, có nghĩa ở đây là từ taishoku và jishoku, đúng không? Đó, ở đây là chữ nghỉ việc thoái chức này, còn ở đây là chữ từ chức. Đó, vậy thì sự khác nhau giữa hai động từ này là gì? Đầu tiên ạ, taishoku thì thường sẽ dành cho những người nhân viên bình thường nghỉ việc thôi. Đó, còn jishoku ấy thì sẽ là dành cho những cán bộ cấp cao đúng không? Từ chức, đó, người có chức quyền. Hay từ số 25 ạ, mình sẽ có hai chữ Hán ở đây có âm Hán Việt là chữ thất và chữ nghiệp đúng không? Mình sẽ đọc là jiyo, thất nghiệp ですね. Hay kaisha ga dōsan shite jiyo shita, đúng không? Công ty tôi thì phá sản nên tôi đã bị thất nghiệp ですね. Và những cái người bị thất nghiệp này mình sẽ gọi là jitsuyo sha desu ne, thêm chữ giả đằng sau cho xem ạ. Hai tsugi ikimasu. Mọi người có một cái lưu ý rất quan trọng này cho xem ạ. Ví dụ bây giờ mình đang chưa có việc làm đúng không, mình đang thất nghiệp đi và có người hỏi mình là ima nani sarite masu ka, bạn đang làm công việc gì đúng không, thì mình đừng trả lời là ima jitsuyo shite masu, bây giờ tôi đang thất nghiệp thì cũng đúng nhưng sẽ chỉ đúng một nửa thôi. Mình sẽ trả lời như này cho sensei này, ima shusoku katsudou chiu desu, bây giờ tôi đang tìm việc đúng không. Cái động từ shusoku katsudou cả khúc từ này sensei vừa dạy rồi đúng không. Hai yes ne. Tsugi ikimasu. Số 26 đúng không? Chữ Hán, âm Hán Việt ở đây là chữ tàn và chữ nghiệp. Mình sẽ có cách đọc là giang kiểu ですね. Giang kiểu đây có nghĩa là làm thêm giờ. Ok. Giang kiểu ga okute tsukareta, đúng không? Dạo gần đây là mình làm thêm giờ nhiều quá, mình rất là mệt mỏi. So ですね. Hai, chữ này đơn giản rồi. Chữ số 27 ạ. Chữ số 27 đúng không? Mình sẽ có một cái danh từ ở đây là seikatsu. Seikatsu là cuộc sống nhá. Ví dụ này, kenkoteki na seikatsu wo okuru, đúng không? Mình sẽ học theo cụ cho sensei ạ.
Ừ, ở đây là sống đúng không? Mình sẽ dịch ở đây là tôi sống một cuộc sống rất là healthy đúng không? Rất là khỏe mạnh. Đấy, so kengoteki là khỏe mạnh mà. Một ví dụ nữa, thường sang Nhật, người Nhật hay thường hỏi mình là mo nihon no seikatsu ga narete mashita ka? Đúng không? Đã quen với cuộc sống sinh hoạt bên Nhật chưa? Đúng không? Hai yes ne. Và mình cảm thấy là cuộc sống nó khó khăn quá thì mình sẽ có một tính từ là seikatsu ga kurushii yes ne. Từ số 28 mình sẽ có âm Hán Việt là chữ thông và chữ cần, đúng không? Ở đây mình sẽ đọc là suki, đi làm, đúng không? Mà sẽ nhấn mạnh vào cái việc mình di chuyển từ nhà đến công ty. Đó, đi làm nhá. Ví dụ ạ, watashi wa mainichi jikan o kakete tsukin shite iru. Mỗi ngày tôi thường đi làm mất 2 tiếng. Đó, và mọi người chú ý xem, ở đây nếu mà là jikan o thì sẽ là kakete. Còn nếu mà là chi cả lá sẽ cộng với kha được. Cả hai đều có nghĩa là tốn bao nhiêu thời gian. Được nhé. Hay. Từ số 28 sư sẽ có 3 cụm từ lưu ý cho mọi người ạ. Cụm từ thứ nhất, kin mũi chi cả. Là thời gian giờ hành chính này. Từ số 2, sư kin chi cả, thời gian đi làm, nhấn mạnh vào mốc thời gian mọi người di chuyển từ nhà đến công ty. Được nhé. Từ số 3, sư kin chi cả là thời gian đi làm. Được nhé. Hai, bây giờ mọi người thử làm cho sensei ba câu này nhá. Đầu tiên ạ, thời gian thì đây mọi người, thời gian di chuyển đúng không? Trên tàu điện mọi người nhìn thấy không? Ở đây sẽ là thời gian đi làm. Tsukin jikan, nhấn mạnh vào quá trình di chuyển từ nhà đến công ty, đúng không? Hai, giờ tiếp theo là từ 8 giờ đến 5 rưỡi giờ hành chính đi làm đúng không? Sẽ là kimmu jikan, được nhé. Và cuối cùng là giờ làm việc. Có nghĩa là công ty thường sẽ làm việc từ 8 giờ đúng không? Đấy, giờ bắt đầu làm việc thì mình sẽ có từ suất và chữ cần chicken chỉ cả. Yes, nhớ cho sensei ba mốc thời gian này để đi làm không bị nhầm nhá. Và tiếp theo mình sẽ có những từ đều xuất phát từ chữ thông này mọi người ạ. Chữ thông này thực ra âm cưng của nó là kayo, kayo nhá mọi người, có nghĩa là đi đi về về một địa điểm nào đấy hàng ngày đó. Vậy thì mình sẽ có là đi học, mình sẽ có là chữ thông và chữ học sẽ là tsugaku suru. Yes, tsugaku. Và đi bệnh viện thì sao? Mình sẽ có là to in. Hai, to in suru. Hai. Tsuki ikimasu. Từ số 29 ạ, mình sẽ có từ này là gakudeki. Gakudeki có nghĩa là trình độ học vấn đúng không? Ví dụ này, gakudeki ga takakutemo jichiroku ga aru ka dou ka wakaranai, đúng không? Vậy thì muốn không, kể cả là trình độ học vấn có cao đến mấy thì tôi cũng không thể nào biết được thực lực của người ấy, đúng không? Hai yes nè. Và những người có trình độ học vấn cao thì mình sẽ có là kogaku deki. Yes nè, kogaku deki. Mọi người cùng nhìn tranh này và đọc qua thân xe nhá. Hai, gakudeki mo daiji da ka, đúng không? Bằng cấp thành tích cũng quan trọng thật đấy. Nhưng mà kore kara wa jichiroku mo tsukenakeya, đúng không? Có nghĩa là từ bây giờ tôi còn phải có thực lực nữa. Vậy thì mọi người hãy nhớ thân xe cái động từ luôn luôn đi kèm với gakudeki ở đây là gakudeki o tsukeru. Đó, có bằng cấp, có thành tích cao nhá. Và một từ nữa liên quan jichiroku o tsukeru có nghĩa là có thực lực. Yes ne? Hai, yes ne? Tsuki ikimasu ạ. Từ số 30, từ này chắc chắn ai cũng thích đúng không? Hai, kyūryō, lương. Yes ne? Nhớ sẽ cả hai đều có trường âm ạ. Mình có thể dịch cái câu này ạ. Kaisha kara kyūryō morau, đúng không? Tôi nhận được lương từ công ty. Yes, né? Và mình có thể nhớ sensei một cái từ liên quan ạ. Kyō ạ, kyūryō bi đã, đúng không? Hôm nay là ngày nhận lương rồi, đúng không? Hai, yes, né? Ngoài ra, Diki đang có ưu đãi giảm ngay 1 triệu khi đăng ký lớp 90 ngày N3, cam kết đỗ kỳ thi tháng 7 năm 2023. Các bạn đừng bỏ lỡ, đăng ký ngay nhá. Từ số 31 chỗ đây mình sẽ có chữ Hán là chữ diện và chữ tiếp, đúng không? Mình sẽ đọc là men. Men sẽ chữ có nghĩa là phỏng vấn. Được nhé. Hay. Ví dụ ạ, ashita atashi arubaito no men setsu ga aru, đúng không? Ngày mai sẽ có một buổi phỏng vấn này dành cho những nhân viên mới làm part time. Được nhé. Hay. Và ở đây mình sẽ có những từ liên quan này. Cuộc thi phỏng vấn mình sẽ có là men setsu shiken. Từ số 32 đúng không? Từ số 32 ở đây mình sẽ có là nghỉ ngơi, đúng không? N4 mình có động từ yasumu đúng không? Lên N3 mình sẽ có một từ cao cấp hơn là kyūkei suru. Được chưa? Kyūkei suru. Mình sẽ có một câu ví dụ như sau này. Dewa koko de 10 fun kan no kyūkei desu. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút.
Hai, ý đấy nè. Hai, từ số 33, mình sẽ có từ này, từ tham quan du lịch đúng không? Mình sẽ đọc là 観光 ですね. 観光. Ví dụ này, 来日の目的は観光です. 来日, mọi người có biết từ này là gì không mọi người? Chữ 来 và chữ Nhật có nghĩa là mục đích tôi đến Nhật là để tham quan du lịch. Hai, ý đấy nè. Hai, tiếp theo, từ số 34, mình sẽ có từ quy và từ quốc. Nó sẽ bằng nghĩa với cả 国に帰る. Ở đây mình sẽ đọc là 帰国する. Đó, về nước ạ. Ừ, ví dụ ạ. 今度の正月には帰国するつもりだ。đúng không? Mình sẽ cùng dịch ví dụ sau nhá. Hai, 今度の正月には帰国するつもりだ。đúng không? Ờ, Tết năm nay thì tôi có dự định là sẽ về nước. đúng không? Ok, yes. Từ số 35 đúng không? Mình sẽ có cũng có chữ quy nhưng ở đây không phải về nước nữa mà đây là về quê thôi. Mình sẽ là 帰省する. Yes, 帰省. Ví dụ ạ. お盆には故郷に帰省する。日本人が多いですね. Có nghĩa là mình sẽ dịch là dịch từ dưới lên cho xem sẽ có rất nhiều người Nhật về quê hương vào lễ nghỉ Obon ですね. Hai, Shikimasu. Ờ, có về nước này, về quê rồi, thế thì về nhà là gì cả lớp nhỉ? Ờ, à, về nhà là gì mọi người nhỉ? Cứ cả lớp. Hai, hai lại này, lại ạ. Mình có về nước này, về quê rồi, vậy thì về nhà là gì mọi người nhỉ? Mình sẽ đọc là khi ta cử sự ですね, về nhà. Ừ, ví dụ này, 毎日忙しくて帰宅が遅い đúng không? Ừ, dạo gần đây công việc bận rộn quá, hôm nào cũng về nhà muộn đúng không? Yes nè. Hay, tóm tắt lại, mình sẽ có ba từ vựng liên quan đến chữ quy. Ừ, khai được về đúng không? Là khi có cử sự được có nghĩa là về nước ạ, đúng không? Từ số 2, mình sẽ có là khi xe sự được có nghĩa là về quê đúng không? Từ vựng cuối cùng mình sẽ có là khi tác cự có nghĩa là về nhà. Được chưa? Hai, ok. Từ số 37 đúng không? Từ này mình đã học ở đầu 4 rồi. Ở đây có nghĩa là tham gia, 参加. Được chưa? Ờ, ví dụ này. Ừ, volunteer 活動に参加する. Tôi tham gia vào những hoạt động tình nguyện. Được chưa? Mình lưu ý cho sen se, những người tham gia đúng không? Mình cũng thêm chữ giả vào đằng sau và mình sẽ đọc là 参加者. Được chưa? Hai. Từ số 38 đúng không? Mình sẽ có chữ xuất và chữ tịch. Có nghĩa là có cái ghế ở đấy, xuất hiện cái ghế ở đấy có nghĩa là có mặt, đúng không? Có mặt ở đây mình sẽ đọc là 出席. Được chưa? 出席. Ừ, hai. Còn trái nghĩa với có mặt, vắng mặt thì mình sẽ có đây là 欠席, đúng không? Vắng mặt ạ. Hai, được chưa? Từ số 40 đúng không? Thường mình là 4 mình đã học động từ đi muộn đúng không? Là 遅れる, được chưa? N3 mình sẽ có một động từ nữa là 遅刻する, được chưa? Hai, đến muộn ạ. Ví dụ này, 寝坊して会社に遅刻する, đúng không? Tôi đã ngủ quên và đi làm muộn, đúng không? Và mọi người nhớ cho thân xe, động từ đến muộn 遅刻する thường đi với cả trợ từ nhí, được chưa? Từ số 41 đúng không? Mình sẽ có từ này có nghĩa là trang điểm, đúng không? Trang điểm mình sẽ có cách đọc là 化粧, được chưa? Hay trang điểm này ví dụ nhá, mình sẽ có những người mà trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc trong suốt trang điểm như không á, thì mình sẽ có là 化粧が薄い, đúng không? 薄い ở đây đúng không? Có nghĩa là nhạt. Đấy, mình sẽ dịch là trang điểm nhẹ đúng không? Và trái nghĩa này, mình sẽ có những người là trang điểm đậm, 化粧が濃い, được chưa? Hay, và giới trẻ bên Nhật thường hay sử dụng cái động từ make sử dụng để thay thế cho động từ 化粧. Ví dụ hỏi là 今日 make しますか? Hôm nay bạn có trang điểm không? Đúng không? Đấy, thường dùng trong hội thoại hàng ngày, được chưa? Ok, tiếp theo ạ, những từ liên quan đến trang điểm ạ. Mình sẽ có những cái này gọi là gì mọi người ơi? Những đồ trang điểm sẽ là 化粧品, được chưa? 化粧品. Đó, và ở đây mọi người có thể nhìn ở đây là son đúng không? Son môi ở đây mình sẽ có là 口紅, được chưa? 口紅 nhá. Hay. Và ở đây mình sẽ có là tẩy trang. Tẩy trang thì sẽ là 化粧を落とす. Mình đánh rơi cái lớp make up thì có nghĩa là mình tẩy trang nhá. Hay, yes, ok. Tsukikimasu, từ số 43 mình sẽ có chữ kế và chữ toán đúng không? Mình sẽ đọc là kê sản, tính toán nhá. Mọi người cùng dịch ví dụ này cho xem xe ạ. Watashi wa kê sản ga bigate da. Tôi rất kém trong việc tính toán. Ừ, y được nhé. Từ số 43 nhá, mình sẽ có âm Hán Việt ở đây là chữ kế và chữ họa đúng không? Cách đọc là kê ka gửi được nhé, có nghĩa là kế hoạch. Hay, mình cùng đọc ví dụ này với xem xe nhá.
来年の計画を立てる。Mình sẽ học theo cụm nha sensei nhá. Ví dụ từ kế các cụ ấy, mình sẽ không chỉ học mỗi từ vựng không, mình phải học luôn là vậy thì lên kế hoạch là gì? Thì sẽ là kế các cụ thật thể được, đúng không? Tôi lên kế hoạch cho năm tới. Hay, yes nè. Tiếp theo mình sẽ có từ số 44 và 45 đúng không? Mình sẽ có từ này là thành công và thất bại. Mình sẽ có cách đọc là seiko và shibai, yes nè. Ví dụ sensei sẽ có một cái câu thành ngữ tục ngữ cho mọi người dễ nhớ luôn này. Thất bại là mẹ con nó một đồ đảng đúng không? Thất bại là mẹ thành công. Yes nè. Tiki kimasu. Từ số 46 nhá, mình sẽ có từ vựng này có nghĩa là chuẩn bị, mình đã học ở trong N4 rồi. Jun bi để sẽ cách đọc vô cùng giống với tiếng Việt luôn đúng không? Và ở N3 mình sẽ có một động từ nữa cũng có nghĩa là chuẩn bị, ở đây là yoi để sẽ. Vậy thì sự khác nhau giữa hai từ vựng này là gì đúng không? Yoi này mọi người nhìn lên xem ví dụ này. Kurumao wo yoi suru để sẽ. Vậy thì ở đây là chuẩn bị một cái đồ vật cụ thể. Đó, còn từ junbi nhá thì mình sẽ có thể dùng với là kokoro no junbi ga hitsuyo, có nghĩa là cái chuẩn bị về mặt tinh thần là quan trọng. Đó, vậy thì ở đây sẽ là cụ thể này, rồi là chuẩn bị về mặt tinh thần đều ok. Đó, và phạm vi của nó sẽ rộng hơn đấy mọi người nhá. Từ số 47 đúng không? Mình sẽ có âm Hán Việt là chỉnh và lý. Vậy thì cách đọc là gì? Cách đọc đây sẽ là seri đúng không? Và mọi người nhớ xem hai nghĩa. Thứ nhất là sắp xếp, và nghĩa thứ hai là sẽ là bỏ đi những cái đồ mình không cần thiết nữa nha mọi người nhá. Ví dụ này, shiryo seri suru đúng không? Tôi sắp xếp dọn dẹp tài liệu ですね. Hai, tiki kimasu. Từ số 48 đúng không? Từ này vô cùng đơn giản rồi. Khi mà mình muốn nói là mình đặt hàng, mình gọi món đúng không? Mình sẽ có động từ này là chiumon suru ですね. Hai, và mình sẽ đi với cụm từ bên xe ạ. Tôi sẽ nói rồi, học từ vựng phải đi theo cụm đúng không? Chiumon wo toru hoặc là chiumon wo tsukeru ですね. Từ số 49 nhá, mình sẽ có chữ Hán này đọc là choki. Choki ở đây có nghĩa là tiền tiết kiệm ạ. Ví dụ ạ, tôi, mọi người thấy hình ảnh ở đây đúng không? Tôi rút tiền tiết kiệm. Tôi rút tiền tiết kiệm, mình sẽ có động từ là choki no hiki dasu ですね. Hiki dasu ở đây là lấy ra, có nghĩa là rút tiền ra. Và mình sẽ có một động từ nữa cũng có nghĩa là rút tiền, ở đây là odosu ですね. Hai, nhớ thân xe ạ, từ số 50 mình sẽ có âm Hán Việt là chữ triệt và chữ dạ đúng không? Ở đây là thức đêm ạ. Thức đêm thì mình sẽ có cách đọc là thế chứ ya ですね, thế chứ ya. Đó, và ở đây thường nhá mọi người, cách sử dụng này ạ, cách sử dụng thức đêm thường là để shigoto suru, để làm việc, hoặc là để benkyou suru ですね, thì mình sẽ sử dụng cái từ thế chứ ya này. Chứ nếu thức đêm để chơi xem phim cho YouTube á thì không dùng thế chứ ya sử dụng nhá. Hai, ですね. Ok, từ số 51 ạ, mình sẽ có ở đây là hikoshi, đây là chuyển nhà đúng không? Cùng dịch về sensei ví dụ này nhá. Tokyo から Hiroshima まで引っ越す。đúng không? Tôi chuyển nhà từ Tokyo sang Hiroshima. Hai, いいですね. Mình sẽ có đây là âm Hán Việt là thân và trường đúng không? Thì có nghĩa là chiều cao. Chiều cao cách đọc là 身長ですね. 身長. Đó, và khi mà mình đo chiều cao đúng không? Đo chiều cao mình sẽ có động từ là gì mọi người nhỉ? 身長を測るですね. Hai, từ số 53 đã có chiều cao, phải có cân nặng đúng không mọi người? Cân nặng ở đây mình sẽ có chữ thể và chữ trọng. Mình đọc là gì nhỉ? So ですね, tai chiu ạ. Ví dụ nhá, mình đã có đo chiều cao là xin chô hạ ca được rồi đúng không? Vậy thì đo cân nặng mình cũng sẽ có là tai chiu hạ ca được ですね. Hai, và mình sẽ có cái cân này. Cái cân này gọi trong tiếng Việt là gì mọi người ạ? Tai chiu kê ですね. Tai chiu kê. Từ số 54 đúng không? Mình đã gặp rất nhiều lần ở trong N4 rồi đúng không? Mình sẽ có kega ở đây là vết thương. Và bị thương mình sẽ có động từ là kega o suru ですね. Mình sẽ tham khảo những cái từ vựng liên quan đến kega sensei nhá. Ví dụ ở đây nhá là kiểu người toàn vết xước đúng không? Thì mình sẽ có đây là kizu ですね. Hay mọi người thấy ngọn lửa đây đúng không mọi người? Ở đây là người bị bỏng tay ấy, bị bỏng ở đây là yakedo ですね. Hay, và bị ở đây là gãy xương. Gãy xương này là gì mọi người? Hai, yes, kosetsu. Hai, ok, tiki kimasu. Từ số 55, mình có chữ kai ở đây là chữ hội đúng không? Cách đọc cũng y như vậy ạ. Kai ở đây có nghĩa là hội tiệc, yes, né. Và ví dụ, sensei sẽ cho mọi người những từ vựng liên quan đến hội tiệc. Ok, ví dụ ạ, ở đây là tiệc gì mọi người? Bonen kai. Bonen kai ở đây là tiệc tất niên đó mọi người. Đó, tiệc cuối năm. Tiếp theo ạ, ở đây là tiệc chia tay đúng không? Mọi người thấy bạn này đang khóc rất nhiều đúng không? Tiệc chia tay. Mình sẽ có là
so bet guy is nè. Và tiệc ở đây là tiệc welcome, tiệc là hoan nghênh đúng không? Thì mình sẽ có là it is nè, khang gay guy. Hay từ số 56 nhá, mình sẽ có đây là danh từ show me is nè. Show me mình sẽ có hai nghĩa, nhớ sensei ạ. Một là sở thích này, hai là gu thẩm mỹ nhá. Hãy cùng dịch với sensei ví dụ sau nha. Show me là dokusho desu, sở thích của tôi là đọc sách đúng không? Hai i desu ne. Và mình nhớ sensei một point tội như sau. Show me ga i là người có gu thẩm mỹ tốt, và trái lại mình sẽ có là show me ga warui là người có gu thẩm mỹ kém đúng không? Hai i desu ne. Từ số 57 ạ. Từ này na ná đúng không, cũng có chữ vị giống từ 56 trước đúng không, nhưng cách đọc ở đây khác nha, sẽ đọc là kyomi desu ne. Kyomi ở đây là hứng thú. Ok, mình cùng đọc với sensei ví dụ này nhá. Watashi wa rekishi ni kyomi ga aru, đúng không? Tôi có hứng thú với lịch sử desu ne. Hay, và mọi người nhớ sensei một point như sau ạ. Kyomi ga aru là có hứng thú đấy, và kyomi ga nai là không có hứng thú, không quan tâm đến vấn đề gì đó. Mọi người nhớ nhá, học từ vựng mình sẽ học cụm theo cụm như thế này để dễ nhớ hơn. Hay, desu ne. Tsugi. Từ số 58 nhá, mình sẽ có một danh từ ạ. Mình tách cái này ra cho sensei. Ở đây mình có omo, động từ là nghĩ đúng không? Chữ này chữ xuất, ví dụ nghĩ ra. Thì ở đây cả cái cụm này, danh từ này sẽ có nghĩa là kỷ niệm. Được chưa? Hay kiểu mình nhớ lại kỷ niệm á. Đó, và cái ví dụ này, mọi người cùng đọc ví dụ sensei nhá. Nihon ni itta no wa i omoi de da, đúng không? Cái trải nghiệm mà tôi đi Nhật đã trở thành một kỷ niệm đẹp, đúng không? Và i omoi de, cả cụm này rất hay đi với nhau, là một kỷ niệm đẹp với mọi người nhá. 59 ạ, mình sẽ có đây là Jordan desu ne. Jordan là lời nói đùa. Đó, ok, mình sẽ đọc cho sensei ví dụ này nhá. Jordan wo ittara minna ga honki ni shita, đúng không? Mặc dù là tôi nói đùa ấy, nhưng mà mọi người lại tưởng đấy là honki, là thật desu ne. Hay, và một cái point tội vô cùng quan trọng, mình có nói đùa sẽ là Jordan wo iu, không có Jordan ố sư dựng nhé mọi người, không có Jordan sư dựng, đấy nhé. Hay từ số 60 đúng không, mình sẽ có hai chữ Hán đây có âm Hán Việt là mục và đích đúng không, cách đọc ở đây sẽ là mukuteki, đấy nhé, có nghĩa là mục đích luôn. Nihon ni kita mukuteki wa daigaku e no niwaku da, đúng không? Ở đây mình sẽ dịch là mục đích của tôi đến Nhật Bản là để nhập học đại học, đấy nhé. Hay mọi người nhớ sẽ hai point tội như sau nhé. Mokuteki chi, đúng không? Mình thêm chữ địa vào cho sensei này là điểm đến, đúng không? Điểm đến mục đích của mình. Đó. Tiếp theo, mình sẽ có một từ liên quan lại là mokuhyo, ở đây là mục tiêu nha. Từ số 61 đúng không? Chắc chắn từ này mình đã có gặp trong N4 rồi này. Từ này có cách đọc là yakusoku desu ne. Yakusoku có nghĩa là hẹn hoặc là lời hứa hẹn đúng không? Mọi người cùng dịch với sensei ví dụ này nhá. Kare to kekkon no yakusoku shita, tôi đã hẹn ước kết hôn với anh ấy đúng không? Và mọi người nhớ sensei point tội như sau, khi mà mình giữ lời hứa đúng không, bảo vệ lời hứa, mình sẽ có cụm là yakusoku wo mamoru desu ne. Và trái ngược mình sẽ có là yakusoku wo yaburu, đúng không? Có nghĩa là mình xé lời hứa, có nghĩa là mình thất hứa desu ne. Hai tsugi ikimasu, từ số 62 đúng không, từ này mình sẽ có là oshaberi desu ne. Oshaberi ở đây là nói chuyện đó, hoặc là mình có động từ shaberimasu, nói chuyện này đó. Ví dụ mình có ở đây là oshaberi na kodomo, có nghĩa là một đứa trẻ rất hay nói chuyện. Từ số 63 nhá, mình sẽ có từ ở đây là endio desu ne. Endio sẽ có hai nghĩa. Thứ nhất là ngại này, nghĩa thứ hai là kiềm chế, dè chừng desu ne. Ví dụ như sau này, khi mà mình muốn bảo người ta là đừng ngại ngần gì cả, hãy cứ ăn đi đúng không? Endio shinai de tabete kudasai chẳng hạn. Hoặc là khi mình muốn bảo ai đó này, ở đây là một cái biển báo cấm hút thuốc ở bên Nhật đúng không? Mình có thể đọc qua thân xe này, otabako wa go endio kudasai, đúng không? Có nghĩa là quý khách hãy dè chừng, kiềm chế, kìm nén cái việc hút thuốc lại, có nghĩa là suwa nai de desu ne. Hai desu ne. Từ số 64 đúng không, mình sẽ có ở đây là gama, chịu đựng ạ. Chịu đựng. Ví dụ như là mình tabetakute mo gaman suru, dù có muốn ăn đi mấy dù muốn ăn mấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chịu đựng, desu ne. Hai, và những người chịu đựng giỏi mình sẽ có một cụm từ là gaman zuyoi, desu ne. Hai, tsugi ikimasu. Từ số 65 mình sẽ có đây là meiwaku, phiền phức đúng không? Mọi người cùng đọc với sensei ví dụ sau ạ.
人に迷惑をかけてはいけない。迷惑はいけない。không được làm gì đó đúng không? không được làm phiền người khác ですね。và mọi người chú ý cho sensei, cụm từ 迷惑をかけず luôn đi với nhau đúng không? làm phiền người khác. đó. và những người phiền phức mình sẽ có là 迷惑な人ですね。はい、次行きます。từ số 66, có âm Hán Việt là chữ hy và chữ vọng đúng không? ở đây là 希望ですね。希望。ví dụ này, 最後まで希望を捨ててはいけない。đến cuối cùng thì mình cũng không được từ bỏ ước mơ đúng không? và những người có nguyện vọng, có hy vọng lớn lao như thế sẽ gọi là 希望者ですね。mình sẽ thêm chữ giả vào sensei nhá. hay.Từ số 67 đúng không? Từ này mình đã gặp trong N4 rồi. Ở đây có cách đọc là yêu mẹ sẽ có hai nghĩa. Một là giấc mơ này. Ví dụ nhá. 昨日怖い夢を見た. Hôm qua tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Đúng không? Nghĩa thứ hai ạ. Yêu mẹ thường rất hay đi với động từ khả năng. Đúng không? Ở đây có nghĩa là ước mơ trở thành hiện thực. Nhá. 夢が叶ってお金持ちになりました. Đúng không? Ước mơ trở thành hiện thực và tôi đã trở thành đại gia.Được nhé. Hay. Tiếp theo ạ. Từ số 68 mình sẽ có từ tán thành. Đồng ý. Ở đây sẽ là cách đọc là Yes, né. 賛成. Hay. Ví dụ ạ. 彼の意見に賛成する hoặc là 賛成だ. Ở đây 賛成 có thể dùng như là một danh từ. Đúng không? Hoặc có thể đi với する trở thành một động từ. Đúng không? Ở đây mình sẽ dịch làTôi đồng ý với ý kiến của anh ấy và đồng ý với điều gì đấy mình sẽ thường sử dụng trợ từ nhí thức lên xem nhá. Hay, いいですね. Tiếp theo, trái nghĩa với cả đồng ý, tán thành thì mình sẽ có phản đối đúng không nào? Phản đối của mình sẽ là chữ phản chữ đối luôn. Cách đọc là そうですね, hàn tại. Nó sẽ có hai nghĩa, thứ nhất là trái lại, thứ hai là phản đối này. Cùng đọc với xem ví dụ nhá. タスの反対は引くだ, đúng không? Trái nghĩa với cả cộng là trừ, ですね? Nghĩa thứ hai này, phản đối đúng không? 提案に反対する hoặc là 反対だ. Tôi phản đối với cái đề xuất của anh ấy, đúng không? Yes, né? Và phản đối cũng rất hay đi với trợ từ nhí. Ok, yes, né? Từ số 70 nhá, mình sẽ có hai chữ Hán có âm Hán Việt là chữ tưởng và chữ tượng đúng không? Cách đọc ở đây là so, né? So, so. Ở đây là tưởng tượng đúng không? Mình sẽ có ví dụ này này.Mọi người có thể nhìn thấy bức tranh đúng không? 想像と現実は違う đúng không? Tưởng tượng này, tưởng tượng trước khi kết hôn sẽ như thế này. Nhưng mà 現実は違う có nghĩa là tưởng tượng và thực tế thì khác nhau. Yes, né? Hay. Và mình sẽ thêm cho sensei một chữ lực đằng sau. Một chữ lực đằng sau. Và mình sẽ đọc là 想像力 thì đây có nghĩa là trí tưởng tượng nhá. Trí tưởng tượng, khả năng tưởng tượng. Yes, né? Hay.Ngoài ra, Diki đang có ưu đãi giảm ngay 1 triệu khi đăng ký lớp 90 ngày N3, cam kết đỗ kỳ thi tháng 7 năm 2023. Các bạn đừng bỏ lỡ, đăng ký ngay nhé!